Thế là đã kết thúc một năm học ý nghĩa. Thầy rất vui vì các bạn đã hoàn thành kỳ thi cuối trọn vẹn. Vì thế, thầy đã suy nghĩ ra một buổi cắm trại nhỏ cho lớp mình để lớp mình có dịp được xả stress sau một năm học căng thẳng, cũng như là một dịp để kỷ niệm lớp ta được cùng nhau đoàn kết vui chơi. Dạ thưa thầy, em có ý kiến. Mời em Ryan. Dạ, em đang tò mò rằng không biết chúng ta sẽ đi buổi cắm trại đó ở đâu ạ? Chúng ta sẽ đi bằng xe gì ạ? Đúng rồi, và chúng em sẽ chuẩn bị gì cho buổi tiệc vậy thầy? bình tĩnh nào các bạn. Để thầy phổ biến cho các bạn nghe về chương trình của chúng ta. Trong chuyến đi cắm trại kỳ này, chúng ta sẽ đến một khu rừng xanh ở phía nam thành phố. Các em hãy nhìn vào bản đồ này, có tô khu vực màu vàng là vị trí mà chúng ta sẽ cắm trại đó. Thầy đã đến đó một lần, rất đẹp, rất yên bình và an toàn. Wow, thích nhỉ, nó có phải là rừng thiệt không ta? Vâng, nó là rừng em ạ. Nhưng đó chỉ là ngày xưa thôi, bây giờ con người đã thay đổi. Họ đã tạo thành những khu vườn nhỏ rất là đẹp. Họ trồng cỏ ở dưới đất, ở trên họ vẫn để lại những hàng cây cao của ngôi rừng. Nên thầy chắc chắn các em sẽ rất thích vẻ đẹp của nơi này. Thôi, chúng ta hãy nghe thầy phổ biến tiếp nào. Đây là chiếc xe Barbie Pop-up Camper mà chúng ta sẽ sử dụng để đi. Cực kỳ tiện lợi sau khi thầy tìm hiểu trên kênh YouTube của chị em Song Thư Channel. Wow, tuyệt nhỉ. Chiếc xe này không chỉ có thể chở chúng ta đi khắp nẻo đường, mà nó còn như là một căn nhà chung, bao gồm phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, phòng vệ sinh, phòng bếp và các hồ bơi nữa. Wow, chiếc xe này tuyệt quá. Yeah, mình thích nhất là hồ bơi đó. Mình sẽ trang trí khu hồ bơi thật đẹp. Đúng đấy, thầy rất thích tinh thần sáng tạo của Teresa. Ok, còn về phần chuẩn bị thì các em hãy tự trang bị cho mình những đồ dùng cần thiết phù hợp với buổi dã ngoại. Chú ý, các bạn nam và nữ phải mang quần áo có chất thun co giãn thoải mái vì chúng ta hoạt động ngoài trời rất nhiều. Nón mát cũng là một thứ không thể thiếu trong buổi cắm trại. Và đặc biệt, các bạn nữ, các bạn nên mang theo kem chống nắng nếu như không muốn với làn da rám nắng. Thầy vui tính thật, chắc chắn là tớ sẽ phải đem theo rồi. Ok, đó là tất cả những gì mà các bạn cần để mang theo. Thầy còn một điều nữa muốn nói với các bạn. Còn điều gì nữa ạ? Xin thầy phổ biến cho lớp chúng ta luôn ạ. Để làm cho buổi dã ngoại thêm phần thu hút, thầy muốn tổ chức một buổi biểu diễn thời trang. Ồ, thế là dễ quá rồi thầy ạ. Chỉ cần mặc những bộ cánh thật đẹp là tụi em có thể biểu diễn được rồi. Thầy chưa nói xong Catherine à. Đó là một buổi biểu diễn thời trang được thiết kế từ chính tay của các bạn nữ trong lớp chúng ta. Nó theo một cái tên khác đó chính là đồ handmade đó các em. Các em có thể thỏa sức sáng tạo những chiếc đầm mà các em thích. Thấy chưa Catherine, không có dễ dàng như cậu nghĩ đâu. Ôi, thật sự là không đơn giản chút nào thầy ạ. Tụi em đó giờ chưa bao giờ thiết kế một bộ đồ nào hết. Thế nên thầy mới thử thách tất cả các bạn nữ trong lớp chúng ta có làm được hay không đó. Và các bạn nên chú ý, lần này sẽ có 3 người quan trọng đến tham dự buổi picnic của chúng ta. Người đầu tiên là cô hiệu trưởng mới của trường chúng ta, cô Jen. Và đồng theo đó, người em song sinh của cô Jen cũng sẽ có mặt trong chương trình. Ủa, cô của mình... Cô ấy tên là Joyce, cô là một giáo viên dạy yoga rất nổi tiếng tại Việt Nam. Thầy thật sự rất vinh dự khi đã mời được cô ấy đến với buổi cắm trại của chúng ta. Ơi, vui quá thầy ơi, cô ấy là cô giáo dạy yoga của em đó thầy. Wow, thầy thật sự rất là bất ngờ về việc này. Không ngờ học trò của thầy cũng là học trò của cô giáo Joy sao. Dạ vâng ạ, ngay cả em cũng vậy nè thầy. Em cũng đã từng học cô Joyce rồi. Cô dạy có tâm và tốt bụng lắm. Được, hay lắm. Vậy chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt rất là vui khi gặp lại cô Joyce rồi. Còn một người nữa mà thầy muốn cho các em thấy. Miss Teen Helena. Đây là một cô nàng rất là nổi tiếng về sự sáng tạo trong các thiết kế trang phục. Và cô ấy đã mở ra được một shop thời trang cho riêng mình ở độ tuổi còn rất trẻ, 20 tuổi. Ôi, đúng là tài sắc vẹn toàn. Bởi thế, biết đâu những sáng tạo của các em
bỗng nhiên lọt vào mắt xanh của cô ấy, và cô ấy có định hướng gì tốt đẹp cho tất cả các bạn nữ trong lớp chúng ta về ngành thiết kế thời trang thì sao? Ngại gì mà chúng ta không thử sức đúng không các em? Đúng rồi, đây là một cơ hội tốt cho tất cả các bạn nữ trong lớp chúng ta thỏa sức sáng tạo. Dạ thưa thầy, em không biết em với Phò sẽ làm gì để giúp các bạn nữ ạ? Em và Phò sẽ cùng thầy dựng sân khấu cho các bạn nữ biểu diễn thời trang. Đặc biệt, Sirai sẽ là người dẫn chương trình nhé. Dạ vâng ạ. Ok, mọi thông báo đã xong, chúng ta nhất trí nhé. 6:30 sáng thứ bảy tuần này, các em sẽ có mặt tại trường và chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành. Sao sớm vậy thầy? Phải sớm vì chúng ta còn phải chuẩn bị sân khấu, còn vui chơi và ăn uống để tối mới kịp thời gian thực hiện chương trình nữa. Ý tưởng thiết kế như thế nào bây giờ chứ? Đó giờ mình chưa bao giờ có kinh nghiệm trong chuyện này, toàn là đi mua quần áo ở bên ngoài về rồi mặc thôi hờ. Bình tĩnh là Catherine, chúng ta chỉ mới bắt đầu suy nghĩ thôi mà. Kỳ này thầy thử thách chúng ta hơi bị khó đó, với lại còn có sự góp mặt của Miss Teen, Helena gì đó nữa. Mình cảm thấy cũng hơi lo lo, bây giờ còn 2 ngày nữa mới tới ngày picnic, mà tụi mình còn chưa có ý tưởng gì trong đầu. Vâng, ngay cả một cái bàn máy may tụi mình còn không có, làm sao mà may đồ đây? Này, đừng bi quan như vậy chứ, tụi mình có thể may bằng tay mà, đồ handmade mà cậu. Vina, cậu có ý kiến gì không? Sao mà ngồi trầm ngâm quá vậy? Tớ cũng đang suy nghĩ như các cậu đây thôi, cũng không có biết là phải thiết kế theo kiểu gì nữa. Ước gì có một phép màu nhiệm biến hóa thành mấy cái đầm để tụi mình lên trển biểu diễn thời trang là xong, khỏi phải suy nghĩ vô nhức đầu. Nói thế thì có được gì đâu hả Vina? Hơi, nếu mà trên thế gian này có phép nhiệm màu thì bao nhiêu người cũng đã được như ý rồi. À, nhức đầu quá à. Là sắm quần áo chưa xong, bây giờ còn đi may mấy cái đồ để mà biểu diễn thời trang này nữa chứ. Đừng dễ bỏ cuộc như vậy chứ Catherine, chắc chắn tụi mình sẽ suy nghĩ ra mà. Raquel nói đúng đó, rồi chúng ta cũng sẽ suy nghĩ ra thôi. Chúng ta còn có mạng internet để lên tham khảo tất cả các loại đầm và các loại vải mà chúng ta thích mà. Rồi cũng sẽ có những chiếc đầm đẹp để chúng ta có thể tỏa sáng trong đêm biểu diễn thời trang ở picnic. Ha ha. Thôi, mình không có biết đâu, tỏa sáng thì không biết có tỏa sáng hay không. Mình sợ là thảm họa thời trang thì có, lúc đó hai đứa con trai trong lớp cười thẳng vào mặt bọn mình, còn ba vị khách mời thì thôi, bó tay đi về. Tính ra Sirai là người sung sướng nhất, cậu ấy không phải suy nghĩ. Không có đâu, Sirai cũng cực lắm đó, thầy của chúng ta đã đưa cho cậu ấy kịch bản MC và cậu ấy phải học hết cả những trang đó rồi. Mình nghĩ chúng ta không nên than vãn và kêu la như thế này nữa. Cứ như vậy hoài thì đến ngày picnic cũng sẽ không có một bộ nào để lên biểu diễn thời trang đâu. Chúng ta hãy tập trung vào đi các cậu ạ. Vâng, chúng ta sẽ làm được. Các cậu ạ, cố lên nào. Đến nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi tất cả các em ơi. Ôi, ở đây trong lành quá. Yay, tuyệt vời. Teresa, cứ như những gì thầy dặn dò, em cứ phân công các bạn nữ nhé. Dạ vâng ạ, thầy yên tâm ạ. Các bạn nữ ơi, chúng ta bắt tay vào làm việc thôi. Catherine.
tớ chuẩn bị nấu vài món cho xong để mà đem ra ngoài. Khi nào mà nấu xong cứ kêu tụi tớ bưng ra cho. Tụi tớ đang làm nước nè. Cậu muốn mình làm gì với cái dây trang trí này Teresa? Cậu có thể treo lên giúp mình không? Ở gần hồ bơi đó. Ok, chuyện nhỏ. Cây này được nè, nâng lên Varan. Ok. Chúng ta cần bao nhiêu thanh gỗ cho sân khấu hả thầy? Cũng phải gần 100 thanh này em ạ. Chúng ta phải làm nhiều để tạo sự an toàn cho các bạn nữ. Bộ phim bài học Teresa tập 16 đến đây là kết thúc. Để biết buổi viết nét và buổi biểu diễn thời trang của các bạn nữ trong lớp Teresa như thế nào thì các bạn hãy đón xem trong tập 17 nhé. Chúc tất cả các bạn xem phim vui vẻ. Đừng quên like, share và subscribe Song Thư Channel để ủng hộ Song Thư ra thêm nhiều video clip mới nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Song Thư love you.